bắt gặp bọn Vora nằm ở tháp khắc các bạn ạ. Lâu rồi không soi đồ. Long văn cấp 80 nội công, ai ngon đấy, long văn ngon chưa này. Không cần thể đâu các bạn ạ, có 37 điểm thể thôi nhưng mà nó được cái dòng nội lực kia khá ổn đấy, có đa quá. À, ám khí chưa xong đăng trai. Một cái trùng lâu phản. Áo này, ui, áo ngon chưa này. Cho lên 102. Cái này cũng thuần băng luôn này. Đồ áo này đẹp thế này. Các bạn biết vì sao nó lấy ngoại thủ ở đây không? À, nó lấy cả hai nội thủ ngoại thủ không? Tại vì cái này tránh nó chả đáng bao nhiêu. Còn dưới này nó lấy ngoại thủ này. Tại vì võ đang ấy, nội thủ ngoại thủ nó thấp. Nó lấy ngoại thủ bù vào cũng được. Đồ đẹp đấy. Đồ này thì họ đang công là tuyệt vời. Ý, đẹp đấy. Danh hiệu là tầng mấy đây? Tam hoa tụ đỉnh rồi. Băng nguyên này nội đẹp đấy. Cái này đồ đẹp đấy các bạn. Có một cấp 3 này. Nhiên thú tím 40 ngày. À đâu, 30 ngày. Các này cũng không dạng hủ báo báo thuần này. Bọn đang công đi này thì đam nó. Nói thật ý, là nếu bọn đang công thì không nên đi như này. Tại vì đam của nó sẽ hơi yếu. Nếu các bạn đã đi xác định đi băng thuyền ấy, thì nên đi mặc tất đồ chế thôi. Còn nếu mặc trùng thì nên chơi võ đăng chí. Thế là theo mình thôi, còn các bạn thì tùy. À, nhưng vào đây xem này. Sao anh không mở kênh đọc comment donate cho mọi người có động lực ủng hộ anh? Mở cái đấy mất tiền em ơi. Anh mở rồi nhưng có ai đâu, có ai ấy đâu. Mất tiền em ạ, chứ không phải là miễn phí đâu em ơi. Anh livestream này tiền ăn còn chẳng có thì mở cái kênh tập comment để nó hết hơn. Ủa sao đường môn lại đi băng hả bạn ơi? Mình cũng không biết được tại sao lại đi băng nữa. Không biết tại sao nữa. Ôi mắt giảm buồn thế anh em ơi, mắt giảm rồi. À, anh không chơi bên đấy nên anh cũng chịu thôi. Nguyễn Hoàng Tú ơi, anh nghỉ bên đấy lâu quá. Đồ chế bốn lục tính ngon không anh? Đương nhiên là ngon rồi. Chào Thiên Duy nhá, không làm bên đây và xem like đi. Ủng hộ like đi anh em ơi, like ủng hộ chia sẻ đi cho nó lên nhiều mắt đi, buồn thế. Không lại 500 mắt bây giờ cục còn có. À đâu, 500 triệu mắt bây giờ còn cục có 200, gần 300 triệu mắt thôi. À đứng đây chế đồ quá. Chế cái gì nhỉ? Cái kiên đi, kiên này. Kiên này. Chế ra vài cái. Chế đồ này gì đây? Kiên này. Cái này tạo phát được luôn các bạn. Đấy, tạo này. Đấy, tạo nó tọt luôn ra đây. Nó còn dám hình luôn cơ. Nhưng cái chế bằng auto thì nó khác. Chế là đứng chế biết luôn này, ra cái gì ra. Ngại là phải nhấm đồ. Một mình thử đi quét map cả anh. Con này tâm pháp nó chưa đủ em ạ, nên là chưa thể quét được. Em nhìn này. Tại tâm pháp nó còn yếu quá. Anh hoàn thiện ác này xong
khi nào mà nó đâu vào đấy rồi anh em sẽ được chứng kiến những trận thư hùng hoành tráng hơn nhiều. Tầm farm nó rất quan trọng đến cái việc các bạn giải cái mù nha. Là sử như là thằng tiêu dao nó tiêu tương dạo mù thì các bạn mù một phát giải được. Bây giờ tầm farm chưa đủ để giải được.